Ok, mình tiếp tục sửa part 4 ha. Đây là phần đọc và trả lời câu hỏi. Thì có hai cách đối với các bạn mà trình độ từ khá giỏi trở lên. Thì các bạn đọc cái bài đọc trước, nhớ thông tin ở trong đầu, rồi sau đó mình qua mình đọc câu hỏi trả lời luôn. Đó là cái cách dành cho các bạn khá giỏi. Còn các bạn trung bình thì chúng ta đọc từng câu hỏi bên đây trước, đọc hết cái phần câu hỏi, dịch 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 xong cái nhớ quay trở lại cái bài của mình kiếm thông tin, có thông tin ngừng trở lại đọc kỹ quay qua trả lời câu hỏi. Cách này mất thời gian hơn và dành cho các bạn trình độ trung bình. Rồi thầy sẽ dạy từ từ cho các bạn, cho nên mình chọn cách thứ hai ha. Rồi mình bài nào cũng vậy hết, các bạn đọc câu hỏi trước cả để nhớ câu hỏi rồi mới biết đọc trong bài mà lấy thông tin chứ. Number 21. Why did Anne Florrie give Esther some money? Tại sao gì Florrie đưa cho Esther một ít tiền? A. Esther asked for it. Esther hỏi xin nó. B. Esther's friends need it. Bạn của Esther cần nó. Và C. It was a present. Nó là một cái món quà tặng. Number 22. After she left school, Esther A. went to college. Sau khi rời trường thì Esther đi học cao đẳng. B. Started her own business. Bắt đầu công việc kinh doanh của cô ấy. C. Worked for her aunt. Làm việc cho bà dì. Number 23. Why did Esther make jam? Tại sao Esther làm mứt? A. She liked to eat it. Cô ấy thích ăn nó, là ăn mứt đó ha. B. She had a lot of fruit. Cô ấy có nhiều trái cây. C. She wanted to make money. Cô ấy muốn làm ra tiền. Number 24. When Esther left school, her parents wanted her to. Khi mà Esther rời trường thì ba mẹ của cô ấy muốn cô ấy làm gì? A. Go to college. Đi đến trường cao đẳng, tức là đi học cao đẳng. B. Be a businesswoman. Trở thành nữ doanh nhân. Và câu C. Work in the market. Làm việc ở trong chợ. Number 25. Eat a show orange juice too. Eat đã bán nước cam cho. A. The local market. Một cái chợ địa phương. B. School. Một cái trường học. C. Her friends. Bạn của cô ấy. Câu 26. Eat her parents were happy because Easter. Ba mẹ của Eat rất là vui bởi vì Eat làm sao? A. Cooked for them. Nấu ăn cho họ. B. Were busy. Rất là bận rộn. Và C. Had a good business. Có một cái công việc làm ăn tốt. Câu 27. After 2 years, Esther A. Pay people to help her. Trả tiền cho người ta giúp cô ấy. Làm việc cho cô ấy. B. Worked in the supermarket. Làm việc ở trong siêu thị. And C. Open a shop. Mở một cái shop, một cái cửa hàng. Rồi mình quay qua bên bài đọc, mình đọc cái mình nhớ thông tin trong đầu ha. Câu số 21 nãy là dính tới cái quà tặng với cái bà dì Flory. Vậy thì các bạn đọc nè. When Esther left school at the age of 16, her aunt Flory gave her £500 for her birthday. Xuất hiện bà dì, rồi ngừng lại đọc kỹ lại. Quạnh dấu. Bà dì Anne này bà đưa £500 này làm gì đây? For her birthday. Vậy đây chính là thông tin của câu số 21. Và với cái thông tin này mình quay qua mình trả lời được cái câu hỏi bên đây là bà dì này bà đưa tiền để làm gì cho các bạn? Đưa tiền. Why did Aunt Florrie give Esther some money? Because it were a present. Chứ không phải Esther hỏi xin, mà cũng không phải là bạn của Esther cần ha. Tiếp tục quay qua bài đọc. Most of Esther's friends decided to go to college, but Esther give her aunt money to start her own business. Vậy câu 22 người ta hỏi là sau khi rời trường thì Esther đi học đại học phải không? Không phải. Mà Esther give her aunt money to start her own business. Có thông tin. Vậy mình lại gạch tiếp ở đây. Mình gạch và đánh dấu ở đây là thông tin của câu số 22. Rồi quay qua đây trả lời. Sau khi rời trường thì Esther sử dụng. Ok. Start her own business là câu đáp án của bài.
start her own business. Còn work for her an là không có nói. Went to college là ai đi học đại học đây? Ai đi học cao đẳng? Bạn của Esther chứ không phải Esther ha. Tiếp tục quay qua bài của mình, mình sẽ đọc tiếp khúc này. She bought fruit sugar and some glacia and began making her own jam. She sold the jam for £1 jar to her friend and she soon doubled her earn £500. Cô ấy mua trái cây, đường và một vài những cái lọ thủy tinh, bắt đầu làm cái mức riêng của cô ấy. Cô ấy bán mức với giá là £1 một lọ cho bạn bè và cô ấy sớm gấp đôi cái tiền vốn của bà dì là £500. Vậy tại thời điểm này thì cô ấy có được £1,000 rồi đó nha. À, và cô ấy, mình đánh dấu ở đây câu 23. Quay lại với cái thông tin này thì câu 23, why did Esther make jam? Tại sao mà Esther làm jam? She liked to eat it. Không có nói. She had a lot of fruit. Cô ấy có nhiều trái cây. Không có nói. She wanted to make money. Đó là đáp án đúng. Tiếp tục. At first, lúc đầu, her parents didn't want Esther to spend her time making jam. And they thought that she should study in taste. They hoped that one day she would be a teacher or a doctor. Lúc đầu thì ba mẹ của cô ấy không muốn Esther trải qua cái thời gian làm của cô ấy để làm mức, và họ nghĩ rằng cô ấy nên học. Thay vì đó thì cô ấy nên học. Họ hy vọng rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở thành giáo viên hoặc là bác sĩ. Với cái thông tin này thì các bạn sẽ trả lời được cho câu hỏi số 24 ha. Câu 24 chúng ta đánh dấu trước đã và quay qua coi câu 24 hỏi cái gì. 24 người ta nói là khi mà Esther rời trường thì ba mẹ của cô ấy muốn cô ấy go to college, đi học cao đẳng, đúng không? Đúng rồi, hồi nãy nói đó, ba mẹ muốn đi học trở thành giáo viên hoặc bác sĩ. Còn có muốn trở thành doanh nhân? Không có nói. Làm việc ở chợ cũng không có nói. Rồi mình đọc tiếp thông tin trong bài. But Esther didn't listen to them. She just keep on making jam. After a few months, she started selling it to the local market. Then she started making orange juice. She showed it to school where one of her friends worked. Rồi câu 25, người ta hỏi gì đây? Người ta hỏi câu 25 là Esther đã bán nước cam cho ai? Thì hồi nãy ngay chỗ bài này mình thấy nè, cô ấy bán cái này chính là nước cam ở mé trước, cho một cái trường nơi mà bạn của cô ấy làm việc. Vậy cô ấy bán nước cam cho gì? Cho trường nha. Đừng có thấy ngay chỗ này xong cái đánh vô bán cho bạn, không phải, bán cho trường mà bạn của cô ấy làm việc ở trong cái trường đó đó. Đây là thông tin của câu 25. Nhiều bạn đọc không hiểu chỗ này, chọn là bán cho bạn là không phải. Rồi vậy thì cô ấy bán nước cam cho ở school. Tiếp tục 26, Esther parents were happy because, mình kiếm cái chỗ qua bên bài đọc. After 2 years, her business were very large and her parents were very pleased with her. Pleased này chính là happy. Vậy mình có được thông tin rồi. Ngừng lại ha các bạn. Sau 2 năm nè, công việc kinh doanh của cô ấy trở nên rất là lớn và ba mẹ của cô ấy thì hài lòng với cô ta. Đây là thông tin của câu 26. Vậy ba mẹ hài lòng là bởi vì công việc kinh doanh của cô ấy nó thuận tiện, nó good. Vậy Esther parents were happy because Esther had a good business. Chứ bận biểu có ai thấy con mình bận rộn mà vui không? Không có nói luôn. Hoặc là cooked for them, thông tin này không có nói. Câu 27, sau 2 năm. Rồi mình đọc tới hết bài. She made all kind of food which she sold to shop and supermarket. She was so busy that she had to get some people to work for her. Cô ấy quá bận rộn đến nỗi mà cô ấy phải nhờ người ta làm việc cho cô ấy. Đó là thông tin của câu cuối cùng ở đây. After 2 years, Esther paid people to help her. Trả lương cho người ta, trả tiền cho người ta giúp cô ta. Chứ không có nói cô ta làm việc cho siêu thị mà bán cái mức của cô ấy vô siêu thị.
Open a shop, ổng có nói luôn. Rồi mình coi lại cái đáp án ha. Vậy nãy giờ thầy sửa các bạn theo kịp không? 21C, 22B, 23C, 24A, 25B, 26C và 27A. Rồi mình đọc lại bài một lần nữa. Ngay chỗ này cái đánh dấu của mình nó sẽ là ngay đây này các bạn ơi, hai câu cuối. Ngay chỗ này là câu 27. Ok, để thầy dịch đọc lại và cho các bạn. Giờ dịch lại qua lần nữa cho mình cứ chậm chậm ha cho nó chắc. When Esther left school at the age of 16, her aunt Florrie gave her £500 for her birthday. Most of Esther's friends decided to go to college, but Esther gave her aunt money to start her own business. She bought fruit, sugar, and some glass jar and began making her own jam. She sold jam for £1 a jar to her friend, and she soon doubled her and £500. At first, her parents didn't want Esther to spend her time making jam, and they thought that she should study in tech. They hoped that one day she should be a teacher or a doctor, but Esther didn't listen to them. She just kept on making jam. After a few months, she started selling it to a local market. Then she started making orange juice. She showed this to a school where one of her friends worked. After 2 years, her business was very large and her parents were very pleased with her. She made all kinds of food which she showed to shops and supermarket. She was so busy that she had to get some people to work for her. Rồi, dịch lại lần nữa cho các bạn luôn. When khi mà Esther rời trường vào tuổi 16 thì bà dì Flory đã đưa cho cô ấy 500 bao trong ngày sinh nhật. Phần lớn bạn bè của Esther thì quyết định đi học cao đẳng, nhưng mà Esther sử dụng tiền của dì để bắt đầu công việc kinh doanh riêng của cô ấy. Cô ấy mua trái cây, đường và một ít lọ thủy tinh, bắt đầu làm mứt riêng của cô ấy. Cô ấy bán mứt một pound một lọ cho bạn bè và sớm gấp đôi tiền vốn 500 pound của bà dì. Đầu tiên thì ba mẹ không muốn Esther trải qua, tức là tốn thời gian để làm mứt, và họ muốn cô ấy nên học thay vì vậy thì sử dụng thời gian để đi học. Họ hy vọng rằng một ngày nào đó thì cô ấy sẽ trở thành giáo viên hoặc là bác sĩ. Nhưng mà Esther không có nghe họ, tức là không nghe ba mẹ. Cô ấy chỉ keep on, ở đây là tiếp tục làm mứt. Sau một vài tháng thì cô ấy bắt đầu bán nó cho một cái chợ địa phương, và rồi cô ấy bắt đầu làm nước cam ép. Cô ấy bán nó cho một cái trường nơi mà bạn của cô ấy làm việc. Sau 2 năm thì cái công việc kinh doanh của cô ấy rất là lớn, trở nên lớn hơn, và ba mẹ thì hài lòng với cô ấy, tức là hài lòng với Ether. Cô ấy làm tất cả những cái loại thức ăn mà nhiều loại thức ăn, tất cả loại thức ăn mà cô ấy bán được cho cái cửa hàng và trong siêu thị. Cô ấy thì quá bận rộn đến nỗi cô ấy phải mướn người ta làm việc cho cô ta. Rồi.